Quay rồi. Nào xin mời cô anh đây. Đi mình trước rồi. 8 9 10. Mẹ tôi ra đây nha, đừng anh học không được ngồi đấy nha. Kệ em ngồi đây được. Nó không xem còn mấy phút nữa đây ta. 51 phút trước sau cô nhắn vào ngày 12 tháng 6 2 ngày. Nắm vậy. Mẹ ơi, em bôi kích mũi ra kìa. Bôi từ lúc nào ấy. Chưa đến nữa. Vô không phiền. Em ngồi ngay để cho anh ạ. Đừng ngồi đây cho cô. Không nhìn cô nhìn thấy là cô bảo mẹ. Không có cô bảo với mẹ đấy. Bà sẽ kể cơ. Trong đây là 3 phút. Trong kia thì lại là 2 phút. Vậy là sai hết đồng hồ. Quay chân quay. Quay quay chân quay. Có gì đâu không biết ra. Mới đến đây thôi nha. Mới đến đây thôi nha. 1 phút, 2 phút, 3 phút. 2 phút nữa thôi. Không ngờ chú Baby Trần lại là người VD. Con lại tưởng chú đấy là con trai cơ. Mẹ Baby. Đúng Trần là chú Baby. Bởi vì tóc chỉ rất dài. Con trai. Chuẩn bị vào lớp mà. Chưa.
22, 21, 20. Đi đây. Thế là sao rồi thì để ông bấm nhờ. Lúc bấm vào lớp thì nhà ai đứng ngồi? Ai ngồi? Nhạc ngồi. Em ngồi xong rồi gọi anh Lăng ra. Lại vẫn còn nữa. Hello teachers. Well, how are you today? I'm so-so, and you? I'm so-so too, I think. Not really good today. Okay, how was your day? How was your day? Ngày hôm nay của bạn thế nào nhỉ? It's so happy. You're so happy. Okay, what did you do? I do my homework. You do your homework. And clean my house. Wash the dish. Wow. So hardworking. Anything else? So you are on summer holiday, right? Bạn đang trong kỳ nghỉ hè đúng không? Yes. Okay. So you stay. Okay. Bye. Okay. Good. So we get back to our lesson today. So because this lesson is quite long, so I think I will not check the homework. So we play. Go straight on the lesson today. So today we still learn about the topic shopping, and mostly we focus on listening skill in this lesson. Okay, so at first we're gonna have can you look at the slide? Trong slide này mình có mỗi nghĩa là sau khi mình nghe thì ở đây mỗi câu từ số 1, số 2, số 3, số 4 thì sẽ có hai item. There are two items in each sentence. Đầu tiên, number one, we have two items. Và khi mình nghe, mình sẽ đoán xem là họ người nào họ sẽ mua cái item nào. Ví dụ như ở đây mình có hai đôi giày đúng không? Có hai đôi giày và hai màu khác nhau. Và để xem là người nói trong đoạn video, đoạn audio là họ nói là họ muốn mua đôi giày nào và lý do vì sao. Ok, bạn hiểu về cái mình sẽ nghe chưa? Em hiểu rồi. Và tất cả những cái câu tiếp theo cũng tương tự như vậy, sẽ có mỗi cái loại đồ vật sẽ có hai kiểu dáng khác nhau và để xem là người nói họ muốn chọn đồ vật nào.
Okay, so do you have paper and pen? Bạn có giấy ở bút chưa nhỉ? Rồi ạ. So try to take note everything you keep, you can hear and tell me later. Track B14, page 69, activity 23. Listen and check. One. Black shoes are good for school. I like the brown shoes, but these shoes are for school. Can I buy the black pair, please? Two. This skirt is cool, but it's too short. This green skirt is longer, but I like it. It's not too short. Three. These brown pants are too baggy. Wow, this orange color is great. And they are tight. Can I buy the orange pants, please? Four. I like the style of sunglasses, but this green color is too... well, the color is wrong. Can I buy the yellow sunglasses, please? Five. Some scarves are too long, and some are too short. But this purple and black one is great. Six. I like blue. It is a good color for me. The red jacket is too big. Seven. This gold one is too big and old-fashioned. I don't like the bracelets. The silver one is small and modern. I think I should buy the silver bracelet. Eight. I love this long dress, but look at the price. It is too expensive. $200. I should buy a cheaper skirt. Mọi người được hiểu không nhỉ? Có. Okay, so first, so what the person one would like to buy? I don't know which item the person in the video want to buy. B. Right. One. What did you hear? Black pair. Sorry for the network connection. Okay, so we continue. So why you choose the black shoe? I don't understand. Okay, mình nói là xin lỗi là cái mạng mà mình nói bị cập thường ấy. Là mình nói là okay, we'll get back to our lesson.
Tại sao bạn lại chọn là đôi tại sao người nói lại chọn là cái đôi giày màu đen? Wow. Em nghe đến đoạn cuối người ta bảo là I want to buy black pair, là tôi muốn mua đôi giày màu đen. Nhưng chưa biết lý do vì sao mà họ mua đôi giày màu đen đúng không? Ok, mình sẽ nốt lại thì nữa mình sẽ nghe lại nhá. Ok, so number 2. Which one? B. B. Wow. Thì nghe được gì nhỉ? Tại sao họ chọn long skirt? Có nghe được một từ nào mà lý do tại sao mình lại chọn long? Bởi vì câu A người ta bảo là gì nhỉ? Ok, mình sẽ để lại để mình nghe lại nhá. Next one. Ai. Ai, ok, why? Họ nói là tại sao cái họ miêu tả cái quần này như nào? Is ok, mình cứ chọn đáp án trước xong mình sẽ nghe lại nhá, tại sao nhá. Đội number 4. Ai. Ai, là gì? Number 5. Ai. Ai. How about number 6? B. B, yeah. Number 7. B. B. And number 8. B. Okay. Được, đáp án thì rất đúng. Để xem lại là lý do vì sao mình chọn những cái item này nhé. Listen again carefully. Track B14, page 69, activity 23. Listen and check. 1. The black shoes are good for school. I like the brown shoes, but these shoes are for school. Can I buy the black pair, please? Okay, so what did he say? Anh nói gì nhỉ? So, đôi giày it's great for school. Đúng rồi. These are great for school. Đầu tiên anh nói là the black shoes are good for school. I like the brown shoes, but black shoes is good for school. Can I buy the black pair? Đúng là, cái đôi giày màu đen này thì hợp cho người việc đi học này. Tôi thì mặc dù thích màu nâu đấy, nhưng mà tôi vẫn chọn đôi màu đen vì màu đen là phù hợp với đi học. Ok. Tiếp theo là cái váy nhá. Thì tại sao người ta lại chọn váy dài mà chọn váy ngắn nhá? Lý do thì sao nhá? Two. This short skirt is cool, but it's too short. This green skirt is longer, but I like it. It's not too short. Rồi, bạn nói gì nhỉ? Cái váy đầu tiên thì là too short. Cô nói tiếng Anh à? The first skirt, váy đầu tiên. Skirt là váy. The first skirt is very short. Nghĩa là mình không cần nghe từng từ chuẩn từng từ đâu. Mình cần ý thức được, mình chỉ quan trọng là bạn nghe bạn hiểu thôi. The first skirt is too short. The first skirt, họ nói là the first skirt is cool. Rất là tốt, rất là kiểu lạ kiểu. Được đấy, cái váy màu váy ngắn này được đấy. But too short, nhưng mà quá ngắn. The green skirt is longer, dài hơn. But I like it. Đúng rồi, but I like it. Chính xác.
và bạn phải chọn cái váy màu ngắn dài. Rồi, tiếp. Three. These brown pants are too baggy. Wow, this orange color is great. And they are tight. Can I buy the orange pants, please? Okay, bạn nói gì nè? Cái quần như thế nào? Nghe được không? Không. Nghe nào? Nghe gì nào? The first pants are too tight. Đúng rồi nhé. Nó kia là màu sắc. Nó nói là the brown pants are too baggy. Cái nghĩa là cái quần màu nâu thì quá rộng. The brown pants are too baggy. The orange one is nice. Cái màu vàng màu cam ấy is nice and tight. Rất là nice and và nó bó. Can I buy the orange one? Yeah. Four. I like this style of sunglasses, but this green color is the color is wrong. Can I buy the yellow sunglasses, please? Five. Yeah. Fine. Em nghe được câu cuối là người bảo là can I buy the yellow sunglasses? Đúng rồi, bạn nói là đầu tiên bạn nói là I like the style sunglasses. Nghĩa là tôi thích cái bạn chỉ vào cái màu xanh ấy, bạn nói tôi thích cái này, nó rất là style, kiểu như là nó fashion đấy. But the color bạn ấy kiểu như nó gọi là thích wrong. Nên cái màu xanh này thì là sang, thì nhìn nó cứ sai sai, mặc dù nó đẹp đấy nhưng mà màu sắc không hợp. Nên là can I buy the yellow one? Có mua cái màu vàng. Some scarves are too long, and some are too short. But this purple and black one is great. Nó vậy nói gì? Cái scarf. Some scarf are too long, and some are too short. But the black and purple one is great. Oh, very good, very good. Exactly what they say. Very good. Next one. Six. I like blue. It is a good color for me. The red jacket is too big. Seven. Bạn nói gì nè? I like blue. Hmm? And the red jacket are too baggy. Is too big for me. Quá rộng đối với tôi. And các bạn ấy chọn cái luôn. This gold one is too big and old fashioned. I don't like big bracelets. The silver one is smaller and modern. I think I should buy the silver bracelet. The gold bracelet are too big and old fashioned. Very good. Yeah. And the small bracelets are too modern. I think I buy the small bracelet. Bạn ấy nói là small bracelet and silver one. Silver là bạc nhá. Đúng không? Gold là vàng. Silver là bạc. Các bạn nói là the silver one is modern and actually it's modern. And can I buy this one? Okay, next one. Eight.
I love this long dress, but look at the price. It is too expensive. It's $200. I should buy the cheaper skirt. Bạn nói gì nhỉ? I like this dress. Uh-huh. But it's too expensive. Uh-huh. I think I buy the cheap cheap skirt. Okay, rồi. Mẹ nói là the dress is too expensive and I think I would buy the cheap skirt. Right. Okay, so the next part is why. So can you fill in the blank? Bạn đọc cái từng câu lên và điền vào chỗ trống của mình. Đọc luôn cái đáp án của mình ra hả cô? Dạ. Whose pants are these? Mm-hmm. They're not mine. Are these Emma's? No, they are not. Not mine. Maybe they are Dan's. Hey Dan's. Are these your pants? Mm-hmm. Let's see. Ah, yes. These like pants is in my thanks. But the red pen isn't mine. Well, whose pen is it? I don't know. Let's ask Little Smith. I think it's Mr. Smith. It's me. Có S nhau sở hữu đúng không? Nó là của ngàn chú chẳng hạn. Ok, very good. Okay, so next part. Match. So we have two columns. The first one is the word and the second one is the description. And so we're gonna match the first and the second one. Một bạn đặt từng câu lên và chọn đáp án cho mình. Đây là bài nối. Umbrella. Mm-hmm. You can use this on rainy days. Very good. Yeah. Bracelet. Mm-hmm. You can wear one, two, three or more of these. More of these. Mm-hmm. Wallet. You can keep your money in this. Mm-hmm. Handbag. You can keep your money and cell phone in here. Mm-hmm. Gloves. You can wear these on your hands. Short. Opposite of long. Long. Tight. Opposite of baggy. Light. Opposite of dark. Cheap. Opposite of expensive, old fashioned, opposite of modern. Very good. Yeah. Okay, so next one, we're gonna listen again and guess whose are these. We have some items here. The first one is the dress. The second one is umbrella. The third one is a pair of shoes. And the fourth one is a hat. So, you're gonna guess whose are these?
Track 37, page 56, activity 25. Listen and write. Whose are these? Okay, these crows were here in school last night. Whose are they? First is this dress. Whose is it? It's mine. Good. Okay, here you are, Maddie. Next, whose umbrella is this? That's mine. It's new. It was very expensive. Okay. Be more careful, Dan. Right. Next are these shoes. Whose are they? Emma, are they yours? No, they aren't mine, but that hat is. They're my shoes. Thank you. Okay. Here you are, Robbie. Thank you. And here you are, Emma. Thank you. Ok, một bạn đã đoán ra là những cái đồ vật này thuộc ai chưa? Chưa. Ok, one more time, we're gonna check together, ok? Track 37, page 56, activity 25. Listen and write. Whose are these? Ok, these clothes were here in school last night. Who are they? Okay, the cô giáo nói là these clothes are in the school last night. Whose are they? Những cái đồ vật này đã ở trường tối hôm qua. Và nó là của ai? Em nhá, bắt đầu. First is this dress. Whose is this? It's mine. Good. Okay, here you are, Maddie. No. This dress? Whose are they? Why not? Is Maddie. Maddie. Exactly, yeah. The second one, I'm done. Next, whose umbrella is this? That's mine. It's new. It was very expensive. Okay, be more careful, Dan. Right. Okay. Why? Mine. Is mine. Yeah, but the name of this guy. Nghĩa là, okay, bạn nghe đúng không? Đúng. He is mine. Anh nói là của tôi. Nhưng mà của ai? Mà cô giáo nói là tại nói là cái là của tôi. This umbrella is very expensive. Chứ ô này rất là đắt. Hoặc cô giáo nói là be careful Dan. Cẩn thận nhé Dan. Nghĩa cái bạn ấy chính là Dan. Bạn nốt lại cái này nhá, xong rồi để nhà mình nghe lại. Next are these shoes. Whose are they? Emma? Are they yours? No, they aren't mine, but that hat is. They're my shoes. Thank you. Okay, here you are, Robbie. Thank you. No, I am. Robbie, yeah. And here you are, Emma. Thank you. Chứ muốn còn lại sẽ của ai? Emma. Yeah, and here you are, Emma. Rồi, ở đây có 4 người. Đó là bạn Maddie, bạn Dan, bạn Emma và bạn Robbie. Thì họ xoay quanh là câu chuyện này thì về nhà. Bạn nghe lại cho mình đoạn này. Và nghe thì thật kỹ, nghe đi nghe lại. Thì mình xem được là từng câu, từng chữ giáo viên nói là gì và các bạn viên nói là gì nhá. Ok, rồi. Hôm nay mình học đến đây nhá. Bạn về nhà này, nghe lại bài này một phần này. Và nghe lại cái phần đầu tiên hôm nay mình. Tại sao họ chọn cái này nữa để nghe một lần nữa để mình luyện kỹ năng nghe nhá. Nhưng mà cô ơi, cái bài cuối cùng ấy, CD 34 thì mình bật ở chỗ nào nhỉ? CD 37, không phải là 34 nhá. Nhưng 37. Mà mình bấm vào là chắc mười mấy à? Mình không hiểu, mình không rõ cái học liệu của bạn như thế nào, nhưng mà bạn sẽ vào phần kit này. CD có phần CD 9-10 thì xong rồi xuống phần 37 thì sẽ có. Rồi, mình về nhà nghe lại hai phần này cho mình nhá. Và hôm nay chỉ là mình luyện đang nghe thôi. Nói chung là mới nghe thì không thể nghe hết được. Điều là điều hiển nhiên, nhưng mà mình sẽ bắt cái keyword của nó để mình
dần dần mình tức là mình hiểu đã, mình chọn đáp án đã, xong dần dần mình sẽ, bây giờ mình cô đã hiểu giải thích cho em là trên đây là mình đã nghe được những gì rồi, thì mình đã hiểu được nội dung rồi, bây giờ mình sẽ nghiên kỹ hơn từng chữ một người ta nói để mình hiểu được cách sử dụng từ của họ nhé. Wow. Ok, thank you for coming today. Bye bye. Bye bye. Nói không nhỉ? Bye bye. Chắc ba bảy ở đâu? Ba bảy đấy. Làm mình một CD. Track B37, page 86, activity 8. Listen to the song and write. Oh, khi nó đấy. Mà bây giờ vấn đề là nó cứ lộn tùng bậy hết cả lên, chả biết cái bài nào và mấy bài nào ấy. Con đi đá thôi. Ồ, tao đi mai đừng. Yeah.